Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ơi, em đang ở cửa hàng đồ gốm ấy, em thấy có cái đĩa men lam xanh này quá là đẹp luôn. Họa tiết thì phải thôi rồi luôn mọi người ạ. Đấy, họa tiết vẽ người quá là đẹp luôn. Cái này thì không phải chê vào đâu nữa mọi người ạ. Nhưng mà mỗi cái tội là em đang nghi là cái chuyện này không biết là phải chuyện của Nhật hay của Trung Quốc. Nhưng mà theo em là cái chuyện này là chuyện của Trung Quốc mọi người ạ, chứ không phải là chuyện của Nhật. Nhưng mà em thấy là nó là đẹp thì em cứ quay lên cho mọi người xem thôi. Xem mà ai mà ưng cái này thì cứ liên hệ với em sẽ xuống lấy cho mọi người. Vì là em thấy đẹp quá em quay thôi, chứ còn cái này thì cái chuyện nó ở Trung Quốc thì nên là em cũng không dám lấy về. À, đây họa tiết là rất là đẹp luôn, quay cho mọi người xem. Bây giờ để em đo cái mặt của nó cho mọi người xem nhé. Cái này là cũng khá nặng đấy mọi người. Mọi người, cái mặt của nó là 40 mọi người nhá. Đấy, mặt 40, chiều sâu của nó. Cái này như kiểu là làm cái bát tô luôn được mọi người ạ. Chiều sâu của nó là 10. Chiều sâu là 10 mọi người. Cái này quá là đẹp luôn. Cái này xứng đáng là để ở bàn mọi người. Để như này bày hoa quả cũng được mà mọi người. Ví dụ để ở cái bàn to mọi người. Để này okay. Xong cho mấy con cá vào bơi đây cũng đẹp đấy mọi người ạ. Quá là tuyệt vời luôn. Này họa tiết không còn là gì nữa. Đấy mọi người, ai mà muốn mua cái này thì cứ liên hệ với em nhá. Em sẽ xuống em lấy cho mọi người nhá. Quay lại một lượt chậm này. Ừ, em quay vòng tròn nhá. Từ từ cứ để yên này. Anh quay chậm đi cho mọi người xem. Thôi mình xin chào tất cả mọi người nhé, mọi người ai mà muốn mua thì cứ liên hệ với mình nhá. Thôi bye bye mọi người.